Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mì tôm cho bữa sáng nhé, và đầy đủ dinh dưỡng mà ăn lại không bị nóng và không bị ngán nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình làm hai bát thì mình sẽ làm hai gói mì tôm này. Các bạn có thể dùng các loại mì tôm nhé, hảo hảo, kukumi hoặc umachi đều được hết. Và mình ăn để chống ngán, chống nóng thì mình sẽ dùng rau cải này. Các bạn có thể dùng các loại rau cải nhé. Như đây là mình dùng rau cải chip nhé. Và mình sẽ dùng một ít thịt trâu. Trước tiên thì mình sẽ thái thịt trâu để mình ướp đi, thì khi mà nấu ấy, thì nó sẽ ngon và nó không bị nhạt nhẽo. Có một ít thịt đấy thì khi chúng ta ăn cho bữa sáng thì nó có đầy đủ chất dinh dưỡng nhé, để chúng ta còn làm việc. Để cho thịt trâu nguội nhạt thì các bạn sẽ ướp cho mình một ít bột canh nhé, 1 phần 2 thìa bột canh. Đa dụng thì nó gồm có cả bột ngọt và mì và hạt lêm rồi các bạn ạ. Muối các bạn ướp cho mình. Để cho thịt trâu nó mềm ấy, thì mình sẽ cho một chút dầu ăn nữa. Bạn ướp cho mình từ 10 đến 15 phút để cho nó ngấm vào nhé. Nếu mà thời gian buổi sáng không có nhiều thì chúng ta chỉ cần ướp 5 phút thôi cũng được, miễn là có một ít muối rồi. Rau cải thì các bạn nhặt sạch và rửa đi cho mình nhé. Và nếu mà rau đây, các bạn có thể tách bớt ra. Mình có thể để cả một lá như thế này mình nấu, hoặc các bạn có thể cắt bớt làm đôi đi cũng được nhé, tùy theo nhé. Các bạn mà thích ăn ngắn thì mình cắt ngắn đi, có thì mình để dài cũng được. Mình để như này. Các bạn đun cho mình một nồi nước nhé, để mình trần mì tôm nhé. Trong lúc chờ đợi mì tôm thì mình sẽ cắt nước để mình trần. Mình trần đi thì nó sẽ đảm bảo là nó bớt đi độ dầu của mì tôm và mình ăn nó không bị nóng nhé. Bạn bỏ những cái gói này ra. Đây, khi nồi nước đã sôi rồi nhé, thì mình sẽ cho mì tôm này. Mình chỉ cần trần qua như vậy thôi các bạn nhé, và mình sẽ vớt ra bỏ cái nước này đi. Bây giờ các bạn cho mình một nồi nước khác lên bếp nhé, mình sẽ cho vào đây bột canh này. Hai gói mì tôm nhưng tùy theo nhé, vì một cho một gói bột canh cũng đã rất mặn rồi đấy, mà các bạn có thể cho thêm tùy theo mình ăn độ mặn như thế nào. Thì gói mỡ này thì gia vị này các bạn có thể cho một hoặc hai gói, thì sợ cay ấy. Nhà mà có trẻ con ấy, thì ăn cái gói này nó cay nhé, thì chúng ta chỉ cần cho một gói là đủ. Khi sôi lên thì các bạn có thể kiểm tra xem nhé, sau đó mình sẽ kiểm tra xem là gia vị đã vừa chưa.
các bạn, chỉ cần nước sôi nhé, thì các bạn sẽ cho mình phần thịt trâu vào. Các bạn có thể dùng thịt trâu, thịt bò hoặc thịt lợn tùy theo nhé. Và các bạn cho mình phần rau cải vào nhé, là chín rau cải sẽ chín tất. Mình muốn nấu chín thì đây là mình nấu cho gia đình nhà mình ăn, thì các con ăn thì ăn chín, nhưng như chồng mình hay ăn tái thì chỉ cần nhúng vào cái là đã vớt thịt trâu ra được rồi. Các bạn mở vung ra cho nó sôi lại lên là được nhé. Thì cải chip này nó cũng rất là nhanh chín và lại ngọt. Khi sôi lên thì mình sẽ kiểm tra xem vừa chưa nhé. Vì phần thịt bò mình, thịt trâu mình đã ướp là bột canh rồi ạ. Hơi nhạt một chút, mình sẽ cho thêm vào đây nửa thìa bột canh ạ. Vậy là được rồi các bạn nhé, tắt bếp và mình xoay ra bát nhé. Đây mình đã cho hai gói mì tôm ra bát rồi nhé. Bây giờ mình chỉ cần múc nước và rau và thịt vào thôi. Mình đã có một bữa sáng nhé, cho gia đình. Vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Thì các bạn, như vậy là mình đã có được hai bát mì cho bữa sáng nhé. Rất rất chi là nhanh gọn mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi chúng ta ăn như thế này thì nó không bị nóng ở bên trong nhé. Bạn nào ăn được cay thì chúng ta có thể ăn ớt, hoặc là mình có thể vắt thêm một ít nước cốt chanh nữa nhé, là sẽ ngon hơn. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon cho buổi sáng làm việc của một ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé.